Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video của tôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hack tài khoản zombie Stulami nha. Đây, để mình cho các bạn xem. Mắt kim cương, 2 tỷ kim cương, 2 triệu xu. Rồi các bạn vào trang web game. Game muốn u mobi đây là trang chính thức của game 4U mobi, và các bạn tìm kiếm là hack Zombie Stulami kìa. Tìm kiếm. Đây là các bạn đầu tiên các bạn. Đây các bạn kích vào. Đó, kéo xuống. Và đây có phần download link. Phần tải về chỗ Android nha. Trong vòng 3-4 giây và ấn tải file về máy. Ok và các bạn vào để thử chơi với các bạn. Thì hiện tại mình đã chơi được đến level 44 được bạn. Đó. Cúp, 2 cúp. Vành mắt hết mũ rồi các bạn. Trứng siêu cực phẩm để mình một loại nước bỏ qua nhiệm vụ.